Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 4 của lớp 1 Success, và hôm nay chúng ta ôn thi học kỳ 1. Ôn thi học kỳ 1 năm học 2023-2024. Ok. Hôm nay chúng ta làm phần 1 nha. Rồi, bài 1 của chúng ta là sắp xếp tạo thành câu đúng này. I have an apple, là tôi có một quả táo. Câu số 2 là she doesn't she doesn't have her salad. Câu số 3 là tôi đi ngủ vào lúc 9 giờ tối. I go to bed. I go to bed. I go to bed. I go to bed at night. O'clock in the evening. Rồi câu số 4 là có bao nhiêu cái bàn trong lớp của bạn? How many tables in are there in your class? Câu số 5, chúng tôi, we don't have classes on Saturday or Sunday. Rồi chúng ta qua bài số 2. Tìm từ khác loại nha. Cái đề như thế này là tức là tìm từ khác loại. Câu 1, Vietnamese là người Việt Nam. Rồi Chinese là người Trung Quốc. Japanese là người Nhật Bản. Còn French là người Pháp. Ở đây mình nghe được có chữ ESE nè. Nhà nước Pháp là France, còn người Pháp là France. Ok, cho nên đây đáp án đó là câu nào? Đó là câu này. Câu số 2, swim là bơi. Rồi, April là tháng 4. Rồi, chúng ta có skip là nhảy dây. Rồi, skate là chuột patin. Thì ở đây có cái ba cái là động từ, còn tháng 4 không phải động từ. Chúng ta phân tháng 4. March là tháng 3, May là tháng 5 và July là tháng 7. Fifth là ngày 5 nha. Hoặc là ngày 5 nha. Ngày 5, fifth là số thứ tự. Ở đây chúng ta phân là fifth. Morning là buổi sáng, afternoon là buổi chiều, evening là buổi tối, nationality là quốc tịch, vậy chúng ta khoan vào nationality. Tiếp tục lại là cái bài tìm từ khác loại. Tìm từ khác loại, morning là buổi sáng, Vietnamese là môn tiếng gì là người Việt Nam hoặc là môn tiếng Việt, afternoon là buổi chiều, evening buổi tối, vậy thì đáp án là câu B. Cook là động từ nấu ăn, listen là động từ nghe, play là động từ chơi, còn go là động từ to be ở quá khứ. Chúng ta khoan vào câu D. Tomorrow là ngày mai, Sunday là chủ nhật, yesterday là ngày hôm qua, today là ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta phân vào Sunday. Monday là thứ hai, Tuesday là thứ ba, birthday là sinh nhật, Friday là thứ sáu. Vậy chúng ta phân vào birthday. Painted là gì? Painted là động từ động từ cột hai của paint. When là động từ cột hai của go. Was là động từ cột hai của động từ to be. Did là động từ cột hai của do. Và chúng ta khoan vào động từ to be. Sang bài 4, sắp xếp. What is the day today? Hôm là ngày mấy tháng mấy nha. What is the day today? Rồi, câu số 2 là can you play the guitar? Bạn có thể chơi đàn guitar hay không? Câu số 3 là when is your birthday? Sinh nhật của bạn khi nào? Câu số 4 là is the second of December. Rồi qua bài tiếp theo. Alex là học sinh của trường tiểu học Sunflower. Nó là một ngôi trường to ở London. Trường của anh ấy thì nằm ở trên đường Sutton. Có rất nhiều phòng học, chúng rất đẹp. Có một thư viện, một music room, một computer room. Anh ta rất là thích trường của anh ta. Vậy câu số 1, tên của anh ấy là Alex, là yes. Câu số 2, trường của anh ta thì nhỏ, no. Ở đây to này, to này. Câu số 3, trường của anh ta ở Hà Nội, no. Câu số 4, anh ấy yêu trường của anh ấy là yes. Rồi chúng ta qua bài 6 là mã.
Ở trường của chúng tôi thì chúng tôi có hai cái sân rất to nha. Đây là cái sân của trường tôi dành cho khối 1, 2, 3. Cái sân của khối 4 và 5 thì học sinh khối 4, 5 thì chơi ở một cái sân khác. Có những cái có cái khối ô vuông hả, những khối ô vuông ở trong sân trường, nơi mà chúng tôi có thể chơi game, cái trò chơi đó. Học sinh có thể chơi với quả bóng và chạy vòng quanh. Chúng tôi còn nói chuyện với bạn bè nữa. Chúng tôi yêu trường của chúng tôi. Vậy chúng ta trả lời how many students are there? Có bao nhiêu sân chơi ở đây? Chúng ta sẽ trả lời là chu. Chu big school ya. Chu big school ya. Câu số 2, what shape là cái hình gì? Đây là square. Square là hình vuông. What can they play with? Họ có thể chơi với gì? Chơi một quả bóng. Họ có thể nói chuyện với ai? Với friend, bạn bè của họ. Họ có yêu trường của họ không? Yes, they do. Rồi chúng ta tạm dừng ở đây.